QFTX. FTX Fund là một thư mục tuyển chọn các tài nguyên tiền điện tử tốt nhất. Chúng tôi đang dần chuyển đổi trang web thành một nơi tốt nhất cho người mới bắt đầu tìm hiểu về tiền điện tử. Quý 1 năm 2019, nhóm Nòng Cốt được thành lập để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Quý 1 năm 2020 đã thử nghiệm thành công và ứng dụng công nghệ blockchain cho cổ phần điện tử. Quý 4 năm 2020 xây dựng nền tảng trao đổi phi tập trung, chuẩn bị tài liệu chiến lược kinh doanh. Quý 1 năm 2021 hợp đồng kiểm tra giấy chứng nhận tuân thủ, phân tích các lỗ hổng bảo mật đã biết, xem xét mã hoạt động, phân tích các lỗ hổng bằng công cụ bảo mật, phân tích động lực học bằng cách sử dụng UnitedStack, kiểm tra tích hợp, phân tích hành vi của mã trong tình huống có thể dự đoán, xuất bản giấy trắng, khởi chạy và công khai tiền điện tử, phân quyền FTX app giới thiệu. Quý 1 năm 2022 đến 2025, phát hành cổ phiếu kỹ thuật số FTX Fund, ra mắt sàn giao dịch bất động sản Diasplat với nền tảng NFT, hoàn tất thủ tục niêm yết OTC US và Nasdaq, trở thành công ty đại chúng. Mỗi FTX token được chuyển thành đổi thành FTX Fund, chia tỷ lệ 1/1. Tiếp theo là hệ sinh thái. Bất động sản kỹ thuật số Diasplat, hệ thống bán hàng hoặc tiếp thị các sản phẩm bất động sản đang thay đổi tư duy của các nhà xây dựng bất động sản. Giờ đây công nghệ blockchain, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bất động sản trên toàn cầu chỉ với một cú nhấp chuột. Bất động sản kỹ thuật số hay còn gọi là bất động sản điện tử đang dần phổ biến trên thế giới và trở thành một xu hướng hot chưa từng có. Các công ty khởi nghiệp đã tận dụng đòn bẩy này để phát triển kinh doanh. QFTX triển khai hệ sinh thái Diasplat, ứng dụng blockchain để số hóa và giao dịch bất động sản trên toàn cầu, thương mại điện tử Ostora. Việc áp dụng chuỗi khối có thể giúp cho các chuyên thương gia trong ngành thương mại điện tử, những người không ở trong thị trường tập trung, tránh được những rủi ro tiềm tàng của nền kinh tế cũng như giảm thiểu số ngân sách dành cho quảng cáo. Điều này dựa trên thực tế là công nghệ blockchain hoạt động trên mô hình phân tán ghi lại tất cả các giao dịch nhằm duy trì tính xác thực của thông tin trên một mạng an toàn. Chúng tôi tạo ra một nền tảng giúp cho các bạn để xuống mua sắm ra trên thế giới. FTX Fund tích hợp công nghệ thẻ từ thông minh trên hệ thống thanh toán các tổ chức trung gian như Visa, Mastercard, UnionPay để thực hiện thanh toán FTX bằng các loại tiền fiat hiện tại hơn 180 quốc gia. Ostora còn tích hợp hệ thống đặt phòng khách sạn trên để đặt máy bay đi quốc tế. Sàn giao dịch phi tập trung WorldQuidex, FTX Fund định nghĩa một thương hiệu cách mạng hóa công nghệ tài chính và tiền điện tử. Chúng tôi mong muốn thiết lập một nền tảng giao dịch tài chính dựa trên công nghệ cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các tính năng trong hệ sinh thái được đảm bảo, cùng những tính năng nổi bật đặc biệt là và tiện lợi cho những người chơi sẽ áp dụng tài khoản giao dịch phi tập trung này. Nền tảng WorldQuidex được công bố theo lộ trình phát triển của chúng tôi. Mạng xã hội và doanh nghiệp. Mạng xã hội mới chỉ trở thành một công cụ không thể thiếu trong quá trình phát triển của xã hội và không tập trung vào giải trí công nghệ tiếp thị. Những nhà doanh nhân có nhiều tai tiếng và nó ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. FTX Fund tạo ra một cổng thanh toán Paygate với mục đích nhằm tận dụng các nguồn tài chính toàn cầu dựa trên công nghệ thanh toán vượt trội công nghệ blockchain hiệp chung. Paygate mong muốn trở thành phương thức thanh toán đa hệ thống tất cả trong một, tạo ra một đường ống thành cung cấp các dịch vụ tài chính, tài sản và kỹ thuật số cho hình thức tài chính quốc gia. Hệ sinh thái FTX Fund được tạo qua hệ thống thanh toán này.